Hello, chào Thiên Nguyễn, chào các bạn. Đúng ra thì chào quý vị. Đợi chút ha, vào đông đông chút rồi tâm sự. Đúng ra thì tôi không có nói cái đề tài này tiếp tục, mà tôi dồn cái đề tài tôi nói về cái nhân vật mà Ngô Kỵ nhiều hơn. Nhưng mà ok, cái gì nó còn còn đó, trước sau gì cũng nói thôi, phải nói. Tại vì thì tôi chú trọng đến những cái vấn đề mà ngay cái địa phương tôi sống nhiều hơn. Tôi muốn vạch mặt những cái tên mà côn đồ như vậy. Tại vì trước đây thì tôi chưa gộp Ngô Kỵ là thành phần côn đồ. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy, tôi càng tìm hiểu thì tôi thấy rằng là Ngô Kỵ là một cái thằng côn đồ, nó rất là gian trá. Cái vấn đề này thì tôi sẽ nói sau, tôi sẽ nói ra từng phần gian trá, tức là gian trá đối với những cái người mà gọi là tị nạn cộng sản đó. Đặc biệt là những cái người vùng ở Little Sài Gòn hoặc là các chú các bác đó. Nó tạo ra những cái vấn đề về nhân thân nó qua những cái hình ảnh, rồi nó để cho các chú các bác đó cứ nghĩ nó là một cái người gọi là quốc gia chân chính, rồi nó níu kéo các bác đó làm những cái chuyện mà theo cái ý đồ của nó. Tôi sẽ nói cái vấn đề đó. Bên này là 11 giờ rồi, 11 giờ nhưng mà 11 giờ Cali, tại vì mình lấy xe thì thường thường lấy xe mình ở đâu, cái bằng mình ở đâu, hoặc là cái công ty mình ở đâu, đóng ở đâu, cái địa chỉ công ty ở đâu thì mình theo cái giờ đó. Thì tôi lấy được giờ Cali và tôi chạy theo giờ Cali. Nhưng mà hiện tại cái giờ ở đây là thành phố tiểu bang Texas. Chỗ đây còn núi rừng ghê lắm, núi rừng tức là lấp xấp thôi. Đến mùa này á, quý vị thấy lâu lâu chạy nó hai bên đường là người ta cắt cỏ đó. Lâu lâu cỏ nhiều thì người người Mỹ họ có những cái xe đi cắt cỏ xong thì cỏ non nó mọc lên á. Thì nhiều lúc thấy những con nai nó dắt ra một gia đình.
tô bóng, tô son. Họ làm như là ok. Tôi tin là những cái người Nga đó, mà tại vì sao họ không có mở miệng ra, cũng là những cái người ở miền Nam đi vượt biên, đi tị nạn bên này, họ cũng nghe những cái điều mà có thể gọi là chiến hữu của họ đưa lên, những cái điều mà không có sự thật, tại sao họ im lặng? Đa số tôi thấy ai nói lên tiếng cả, một vài người giống như là đưa lên lên ngoài là ok, chê cái nhà nước Cộng sản Việt Nam ở bên đó, rồi nào là ok, hồi trước ở trong Việt Nam Cộng hòa đi học á, đi học là được học miễn phí, đi bệnh viện là chữa chạy miễn phí, thậm chí còn ăn trưa uống sữa, không có hết phải đổ thùng rác nữa. Lúc đó tôi nghe, tôi ở trong bụng tôi nói, tôi chửi thề, tôi nói bullshit, mà nó làm giống như mình không có đi học. Tôi mới chất lên, tôi nói ok, bạn nói đúng, bạn nói á, nếu mà có cái bạn, những cái gì bạn nói á, nó nếu mà nó có đúng thì đúng một nửa sự thật, và có những cái điều nó không có đúng. Tôi đưa ra, tôi là từng đi học nè, cái thành phố Đà Nẵng, thấy không, cái tỉnh Quảng Nam có được mấy trường, được bao nhiêu cái trường tư, có những cái trường bán công đó. Tại vì sao mà gọi bán công? Bán công là một đóng một nửa học phí, thay vì ok một tháng ví dụ đóng 200 thì đỡ, ai được nhận vào cái trường bán công thì đóng 100. Thì từ đó, tại vì sao nếu mà ok, những cái người đó họ cường điệu, họ nói rằng là ở dưới cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa đều được học miễn phí, thì tại vì sao có trường bán công? Làm gì có trường bán công, đúng không quý vị? Ngay thành phố Đà Nẵng chỉ có một hai trường à, đó là cái trường Phan Châu Trinh và được trường nữ trung học, hình như vậy đó. Không có, có trường con của những cái người lính là bị tự trận á, họ xin học vào đó miễn phí, là trường quốc gia nghĩa tử, được trường bán công đấy thôi. Còn đa số là phải đi học trả tiền hết, kể cả cái hệ thống tiểu học, hệ thống tiểu học. Thậm chí có những cái gia đình, rất là nhiều gia đình nghèo không có tiền con cái đi học, mà họ ở ngay trong thành phố, chứ không phải là ai vậy đó. Con gì tôi đó, con gì ruột của tôi đó, các anh đi học á, học tiểu học thôi nghe, học tiểu học thôi á, phải về phải mang cái fit kem, tức là ok hồi đó đi bán kem que á, là ok người ta làm một cái fit là ở trong đó có những cái miếng xốp, là bỏ kem trên đó làm cái nắp, hoặc là bấm tối để bán bánh mì, là ok cái bao bột mì màu trắng thì tới lò lấy.
ông linh mục này mang cái cặp táp trong đó không biết có tiền bạc gì không, cầm mướn cái ghe chạy ra đó. Tại vì cái giáo xứ của tôi ở bên này, tức là bên này biển Thân Bình, là nó nhìn qua cái cung cảng tiếng xa nó gần lắm. Thuê người, quý vị có biết không đó, là ok. Tư tưởng cộng sản biết không? Nhưng mà bây giờ
cái họ chỉ có vậy thôi, họ chỉ có chừng đó thôi, họ khác biệt với nhau á, quý vị thấy họ khác biệt với nhau mà họ cũng họ cũng chửi nhau Excel đó, quý vị thấy họ đánh nhau, họ chửi nhau như phụ, nó chửi nhau như là mổ bò đó, quý vị thấy không? Đó là chiến hữu của họ đó nghe. Chứ huống hồ như những cái người như tôi mà về, ok tôi khen cái xã hội Việt Nam thì nó không có chửi tụi này, nó không có chửi thì mới là lạ. Bởi vì những cái gì tôi nói tôi không có ngạc nhiên. Tôi đang nói chuyện với quý vị nhưng mà có con nai nó ra đây đứng trước mặt, nó đi vào rồi, tôi định lấy tôi chụp nó đi vào rồi. Bởi vì càng cái số này càng ngày càng đông quý vị, cái số này càng ngày càng đông. Mà những cái người mà có tư chất như vậy thì họ làm được cái gì? Chả làm được cái gì cả. Tôi chưa nói ok nếu mà họ tử tế họ cũng chả làm được gì cả đã. Ai cung cấp cho họ tiền bạc, họ đi làm chết tổ luôn. Làm một năm có được một tuần phép, đi làm công nhân thì cũng bao nhiêu cả. Thì họ còn vừa lo vợ lo con nữa chứ. Ở đó mà về giải phóng Việt Nam còn khuya, nói trên mồm thôi. Làm cái gì cũng phải có tiền, là ai cung cấp cho họ. Chưa nói đến ở bên Mỹ này á, mà tổ chức một cái lực lượng để về mà làm có cái hành động gì đó đối với một cái quốc gia mà Hoa Kỳ đang ban giao đó, thì chính phủ nó còng đầu ngay. Thì đừng có nói, luật pháp Hoa Kỳ ghi rõ. Quý vị thấy nhớ cái chuyện ông Vàng Phao không? Ông Vàng Phao là một vị tướng của quân đội Lào trước đây. Và khi người Hoa Kỳ đến đó thì ông, hình như là ông lại là người Hồng Mông ha. Thì khi Hoa Kỳ đến đó thì họ đào tạo, tức là một cái lực lượng nghe, cho người Hoa Kỳ dưới cái tướng, dưới quân đội, tức là cái người dân tộc Hồng Mông ở bên Lào đó. Thì họ là những cái đơn vị giống như là biệt kích vậy đó, biệt kích Mỹ vậy đó. Thì khi ông Vàng Phao qua bên này và một cái số đồng bào Hồng Mông, tức là ở vùng, thường thường đồng bào đó thì ở vùng Fresno, tức là miền trung của Hoa Kỳ, ở nơi đó là họ làm nông nghiệp ở trên đó. Có một cái lực lượng đáng kể và được chính phủ Hoa Kỳ công nhận, đó là chính phủ lưu vong. Họ cũng có tổ chức, và khi mà họ, tại vì lúc đó thời điểm đó là Hoa Kỳ chưa ban giao với những cái ba quốc gia là Campuchia, Lào và Việt Nam, nên họ ủng hộ ông Vàng Phao là thành lập một quân đội chính phủ, kể cả có cả vũ khí, được sự giúp đỡ của người Mỹ luôn nếu mà xâm nhập vào Lào. Và họ đã có xâm nhập vào ở trong đó chứ không phải là không. Nhưng mà sau khi ban giao thì thế nào, ông Vàng Phao bị nó cầm ngay, cái lực lượng đó giải tán ngay. Ông Vàng Phao bà đã ở tù mà. Thì bởi vậy ok, những cái người mà đấu tranh chống cộng ở bên này họ cường điệu vậy đó. Bây giờ ok, bây giờ nhờ cái lực lượng trong Việt Nam, bây giờ ok họ cố gắng họ tìm kiếm những cái lực lượng phản kháng ở trong Việt Nam để mà gây xáo trộn vấn đề an ninh ở trong Việt Nam. Nhưng mà được mấy người, 44 năm là được mấy người. Và đại đa số những cái người đó là tìm đường đi. Tôi không nói hầu hết, có những người rất là tốt, nhưng mà đại đa số là những cái người tìm đường đi qua Thái Lan hoặc được Mỹ nhận, Canada nhận, đếm trên đầu ngón tay. Rồi cái cách mà ok chống cộng của họ nói ra là ok, là toàn là những cái đời mất dạy và côn đồ như vậy thì ai nghe? Chỉ có những cái người nghe là những cái thằng mà thiếu trí tuệ, cái bộ não của nó nhỏ, nó mới theo. Tôi nói thẳng vậy luôn, cái não của nó bằng cái hạt nho nó mới theo. Chứ còn những cái người trước khi họ muốn làm cái gì thì họ phải tìm hiểu xem thử cái người đó kêu gọi và cái lực lượng đó được cái gì. Tức là chỉ có cái miệng, chỉ có cái mồm. Rồi họ ok phải tìm hiểu thôi, rồi ok những cái người đó chống cộng gì mà ok ăn rồi nói phét nói tục, mức dạy du côn như vậy thì ai theo? Chỉ có những cái người du côn mới theo du côn thôi. Chứ những cái người tử tế họ không bao giờ.
khoảng bao nhiêu hotel. Tôi cam đoan như vậy. Cũng vì vậy mà 44 năm qua rồi đó, họ ok nào là chuyển lửa đấu tranh, chuyển lửa nghe nó rất là hay. Chuyển lửa đấu tranh về trong Việt Nam. Cái lửa họ ngày hôm nay là cái chửi bới đó. Bất cứ người dân nào mà ở trong Việt Nam mà không đồng ý với họ một cái điểm nào đó A, B, C, D, D gì đó là họ chửi bỏ đỏ. Họ chửi rất là tục tiểu. Chửi rất là thô tục. Tôi cá nhân tôi không chấp nhận cái chuyện đó. Ngay từ trước đây tôi cũng đã âm thầm tôi ngay từ trước đây tôi cũng đã nhiều lần nói rồi, tôi cũng lên nói nhẹ nhàng rồi mà cũng có nhiều người chửi, thấy không? Bởi vậy những cái diễn đàn, những cái người làm clip á, ok cứ tha hồ cứ lên đi, cứ tố cáo tôi đi, nghe. Tôi chấp, tôi đã lên tiếng rồi thì chẳng sợ cái thằng nào cả. Tại vì bên Mỹ này không có thằng nào sợ thằng nào cả. Tôi chỉ sợ luật pháp Hoa Kỳ tôi làm sai. Giống như vừa rồi cái nhân vật mà Nguyễn Lân gì đó, Nguyễn Hồng Lân gì đó, yêu tinh đó, cứ treo lên nói rằng đi tố cáo FBI mà tôi nghĩ tôi buồn cười. Nó chả biết gì cái luật lệ bên này cả. FBI nó ở nể hay sao? Bên Mỹ này là cái ok cảnh sát địa phương là nó là đặc biệt địa phương, cảnh sát FBI là một cái lực lượng cái là an ninh của liên bang, họ chỉ làm việc điều tra những cái vấn đề, đặc biệt là những cái vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng họ không có văn phòng, họ không có văn phòng để tiếp nhận, họ có trụ sở, thấy không? Nhưng mà họ cái văn phòng của họ cũng phải là nơi tiếp nhận những cái lá đơn kiểm cáo nhau. Nếu truy tế một cái người nào đó thì trước tiên á, là phải đến cái địa phương nào đó, đến cái địa phương đó làm việc. Nếu mà cái vấn đề mà nó lớn lao, nó nguy hiểm cho cái an ninh quốc gia Hoa Kỳ đó, thì cảnh sát địa phương đó họ sẽ đưa cái hồ sơ đó, cái sự điều tra đó cho FBI. Chứ không phải tự nhiên mà nhảy vào FBI. Bởi vậy tôi thấy nó ngu hết sức. Nhưng mà ok nó ngu thì tôi không nói, tại vì một thằng ngu thôi. Nhưng mà cái đồng bọn của nó lên làm như đúng rồi, cái số đông mà tưởng nó ok, cái cổ vỏ đó, cái số đông ngu tôi mới nói. Còn một thằng ngu thì nói gì, biết không? Những cái người không biết cái bắt đầu tưởng nó như thiệt á. Trước tiên muốn tố cáo ai phải có bằng chứng. Bằng chứng đó như thế nào? Cái bằng chứng đó nói đứt cười. Để nó thưa là thân cộng. Trời đất ơi, trong đó có tên tôi nghe. Cái luật pháp Mỹ làm gì có cái tội là thân cộng, có cái tội ok là làm gián điệp. Nếu người cộng sản hoặc bất cứ một quốc gia nào, kể cả đồng minh của Hoa Kỳ nha, qua bên Mỹ mà hoạt động gián điệp thì FBI sẽ làm việc nó cộng. Còn những cái người cá nhân, những người cộng sản họ đi qua bên này họ du học, cái gì Mỹ còn cho họ những cái học bổng mà là đảng viên đó, sinh hoạt trong đoàn đồ đàng hoàng đó. Tôi có biết vài người đó, Mỹ còn cho học bục để mà làm ok, để học xong cái chương trình đào tạo tiến sĩ mà. Tụi này nó không biết khỉ khô gì cả, nó lên ok, nó cào bằng phím với nhau, rồi nó hung hê với nhau. Một cái thằng ngu thì kéo theo một lũ ngu. Thì những cái thằng đó bị dựng dắt mà tưởng như đúng rồi, không phải ngu là cái gì, đúng không? Đó, thành phần chấm cộng là vậy đó. Mà tôi nghe tôi nói là đi tố cáo bình thường là bông cười. Cái thời chiến tranh lạnh, ok, quý vị là biết chiến tranh là có hai khối. Bên này những cái người ta họ có tư tưởng thân cộng rất là nhiều, tính xã hội chủ nghĩa rất là nhiều, họ cũng lên án. Đặc biệt là thời gian chiến tranh, thậm chí có những cái sinh viên của miền Nam Việt Nam gửi qua bên này, gửi qua du học ở bên Mỹ, họ vẫn phản chiến, họ vẫn thân cộng. Có truy tố họ hay không? Làm gì có cái luật đó? Làm gì có cái luật là truy tố những cái người thân cộng? Tôi nghe mà tôi buồn cười. Nếu mà thân cộng có cái luật đó thì ok, những cái người mà họ công khai mà họ ủng hộ cộng sản Việt Nam như là ông Nguyễn Phương Hồng á, ông lúc nào ông online ông mặc cái áo t-shirt có cờ đỏ sao vàng ấy kìa, ông Đinh Viết Tứ nè, với cái bà gì hồi xưa bà mở cái đài gì đó, bà đó hồi xưa chống cộng gớm lắm, thì bà gì người Bắc á, nhưng mà có mở cái đài quê hương gì đó,
hoặc là công việc độc lập nè, thấy không? Chẳng như những người mà ở đây, ok, là cái thành trì Little Sài Gòn, Little Sài Gòn đó là cái thành trì, gọi là người Việt cho rằng đó là cái thành trì chống cộng, cái thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn cộng sản. Không có làm gì họ đâu, sao không truy tố họ? Không có hiểu sao những cái thằng đó, ok, họ không có nhìn lại cái Little Sài Gòn để mà họ biết là những cái việc họ làm là như thế nào. Tại vì sao cái cộng đồng gọi là người Việt tị nạn cộng sản ở đây không có truy tố những cái người đó ra tòa, biết không? Vì cái tội thân cộng. Nó ngu, phải nói là nó ngu, nó dành hết cái ngu của những cái người khác à. Mà vậy cũng có một cái lớp mà hùa theo, một lớp bày đàn hùa theo không ít. Thì cái lớp đó thì gọi là cái lớp gì nữa trời? Cái đại ngu luôn. Cái lớp đó nó rất là đại ngu. Đáng lẽ là đúng ra những cái chuyện Lusubu đó đối với tôi là những cái chuyện mà ok là cắt nhái thôi, tôi không muốn nhắc ra. Tôi không có muốn nhắc ra, nó rung cây nhất khỉ như vậy thôi. Nó buồn cười luôn, tiện thì tôi cũng nói ra luôn, biết không? Nói ra cái ngu của nó, ít lắm là ở đây cũng giúp cho nó ok thông minh hơn. Nó nghe được mà nó thấy rằng là ok nó ngu á, thì nên nó nên là, đó là cách tôi giúp cho nó để mở mang cái đầu hơn. Là tôi đang làm ơn cho nó đó, tôi đang làm ơn cho cái đám ngu đó đó. Tụi đó là khai trí đó, tụi nó thì tụi nó nói khai trí ngây lắm, nhưng mà hiện tại tôi đang khai trí với tụi nó đó, mà tụi nó không có biết. Rồi thì nó đi 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 ngang cái tòa án, nó chạy tới, trời, đi đi ngang tòa án để chứng minh là mình, tôi có tới tòa án để tôi đĩa đơn lên để mà tôi thưa thì ok. Nó đi ngang đó thì nó vào trong đó, thì ở trong đó nó chụp vài ba cái hình nó đưa ra, thì cái đám đó tưởng như đúng rồi, ô thì nạp đơn rồi, bullshit. Nó tạo ra như vậy để mà nó gạt người khác với một mục đích gì đó thôi. Cho tòa án nào những cái đơn tào lao như vậy, nó cười chứ. Muốn nộp đơn phải nộp án phí nghe quý vị, chứ đâu phải là ok tới nộp nó giải quyết, nếu mà có bằng chứng. Nhưng mà trước tiên phải report cho cảnh sát nữa, chứ đâu phải tự nhiên đến tòa thưa, phải report cho cảnh sát. Cái đầu tiên là report cho cảnh sát, thế này có đưa ra những cái bằng chứng thế này thế nọ. Cái thủ tục tòa án đâu có phải là tự nhiên chạy sập tới gắn cái xe mở parking đi vô cái để cái đơn. Tôi cam đoan là thằng Hồng Lưng này á, tiếng Anh nó mà tiếng Anh tiếng U nó mà cắn chữ gậy đôi không có nữa. Tôi ở đây 35 năm mà ok chưa có liên hệ đến tòa án, bây giờ nghe đến chuyện tòa án là tôi cũng phải còn mướn luật sư nữa để biết cái thủ tục. Đó, sự thật 35 năm rồi tôi vẫn chưa biết cái hệ thống mà vào tòa án và mình kiện tổng thưa kiện như thế nào. Là mình đâu có tới đó đâu biết, đâu có thưa kiện ai đâu mà biết. Nhưng mà tôi biết cái quy là cái tiến trình nó sẽ như vậy, cái tiến trình nó phải như vậy. Bởi vậy những cái con bò mà nó nghe theo thằng đó đó, những con bò tót mà nghe theo thằng đó mà vỗ tay á, tụi nó cũng suy xét. Chỉ cần một ok, không cần thông minh lắm, đâu có cần phải thông minh đâu. Nếu mà nó truy tố thì nó chụp cái đây đây đi, nó chụp lại cái bảng mà coi thử ok cái bảng mà truy tố những cái đơn mà ok tố cáo người ta như thế nào đi, cứ đưa lên cho người ta thấy đi, rồi khi tòa thụ lý ok thì họ sẽ nhận, nếu mà có bằng chứng thì họ nhận, thì họ sẽ có một cái case number, tức là cái số hồ sơ đó, đưa cái số hồ sơ lên đi. Nó nói xạo không mà ok, những cái người đó mà tin như là cái gì vỗ tay, ô sao anh Hồng Lưng thế này ok xứng đáng là người Việt quốc gia, ô sao là con xứng đáng là một cái người yêu dân tộc, bullshit. Cái tuổi mà điếm đàng, cái điều đó đáng chửi không quý vị? Hay là những cái thành phần đó tôi chửi rồi quý vị cho rằng là tôi ok bây giờ bên vực cộng sản chửi những người đó? Quý vị không có can đảm để chửi thì để cho những cái thằng như tôi chửi chứ. Nên là quý vị ok, tại vì thằng đó là nó đang cầm cờ vàng, nó đang chống cộng, nên những cái gì nó làm có tính cách thổ tả đi mấy, quý vị cũng bao che, im lặng là bao che.
Im lặng là thông đồng với tội ác. Thấy một người gian trá giả dối mà ok không có lên tiếng á, đó là thông đồng với cái sự gian trá đó. Rồi những cái thành phần đó càng ngày càng có nhiều ở trong những cái cộng đồng người Việt khắp Hoa Kỳ. Có ai lên tiếng hay không chưa? Có ai lên tiếng ok vạch mặt những cái thằng thành phần gian trá đó hay chưa? Chưa, tôi chưa thấy. Mà quý vị im lặng, tôi tin rằng là quý vị thấy những cái trò của tụi nó, nhưng mà quý vị im lặng thì quý vị là ai? Quý vị chưa xứng đáng là cái người tử tế, cho dù quý vị đang nằm ở trong những cái cơ cấu cộng đồng, đang có tên là thành viên của những cái đảng phái. Nhưng mà quý vị im lặng có nghĩa rằng là quý vị chưa ra gì cả. Tôi đánh giá rất là thấp quý vị. Tôi càng ngày tôi sẽ càng nói nhiều những cái chuyện mà thâm công bí sự nữa.